Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music. Đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng nơi kinh doanh nhạc cụ uy tín cần những yếu tố nào chưa? Đầu tiên là mức giá cạnh tranh, thứ hai sẽ là nhà kinh doanh, đại lý phân phối uy tín, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật rõ ràng, thứ ba được đánh giá tốt từ những khách hàng đã sử dụng sản phẩm, cuối cùng là quan tâm về chế độ bảo hành và dịch vụ. Vì thế hôm nay các bạn hãy cùng chuẩn bị lên đường đơn hàng siêu khủng đến với đại lý tại Cần Thơ và Sóc Trăng của team Minh Phụng tại showroom 98 Bành Văn Chơn. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Phía trong showroom là những kiện hàng đàn, nhạc cụ hoành tráng đã được đội ngũ tiến hành đóng gói, sẵn sàng đầy chỉnh chu với nhiều vòng ni lông bảo vệ cẩn thận. Hôm nay team Minh Phụng sẽ có hai chuyến hàng đến Cần Thơ và Sóc Trăng. Chuyến đi Cần Thơ sẽ gồm các cây organ từ nhà Kidman K150, K360 và chống điện Medley DD610S. Còn chuyến đi Sóc Trăng sẽ là piano điện Kidman KS1 Bluetooth, chân đàn và ghế piano. Đơn vị vận chuyển đã đến, cửa tải mở ra và những kiện hàng đang cùng anh em nhân viên vào xe. Trong khi đội nhân viên tiếp tục công việc, mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về những model lên đường trong chuyến đi lần này nhé. Organ Kidman K150 chỉ hơn 2 triệu nhưng sở hữu chức năng sustain để tạo độ vang khi chơi piano. Giá rất ngon cho các bé mới tập chơi đàn. Và siêu phẩm Kidman K360 với bộ nhớ mở rộng chép được 150 style, có bend luyến lấy và âm thanh rất là hay. Và đây cây piano điện KS1 Bluetooth được rất nhiều khách hàng yêu thích khi bắt đầu chơi piano vì sở hữu chức năng MIDI Bluetooth rất hiện đại. Cuối cùng là bộ chống điện tử Medley DD610S, dễ dàng lắp ráp sử dụng, tích hợp metronome để cho người mới làm quen với trống. Tiếp tục mang những kiện hàng cuối cùng đến xe thôi anh em. Hàng đầy rồi, đi đến chành nhé. Xe đến chành rồi, cùng team mang hàng xuống nhé các bạn. Trong khi đội đang đưa hàng vào thì mình xin phép giới thiệu về showroom nhạc cụ bên mình nhé. Minh Phụng Music là đơn vị hàng đầu độc quyền phân phối các sản phẩm đàn organ, piano điện thương hiệu Kidman tại Việt Nam và nhiều sản phẩm nhạc cụ khác như guitar đến từ nhà Yamaha, Takahama, chống điện tử Medley cho đến nhạc cụ học sinh như sáo, kèn phím và các dòng đàn piano cơ cùng nhiều phụ kiện chơi nhạc khác, nên quý khách hàng hãy yên tâm về chất lượng sản phẩm, chế độ bảo hành bên mình nhé. Vậy là buổi giao nhạc cụ siêu hoành tráng đến với đại lý tại Cần Thơ và Sóc Trăng của team Minh Phụng Music đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ và piano điện yêu thích và nhiều loại nhạc cụ khác, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.